Vâng, xin kính chào tất cả các bác, anh, các chị trên mọi miền Tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay cửa hàng Gốm Hoàng Phát của chúng tôi sắp đặt một bộ bàn thờ men đỏ họa tiết là song long chầu mặt nguyệt cho phần bát hương. Tất cả được vẽ vàng 24K rất là sáng bóng. Như quý vị anh chị đang nhìn, đây chính là họa tiết song long chầu mặt nguyệt trên chiếc bát hương phi 20. Với chiếc mặt nguyệt đứng giữa tượng trưng cho âm dương giao hòa, hai yếu rồng đứng hai bên. Và phía dưới của cái bát hương này có một cái đế gỗ hương. Còn đây là đôi chóe nước thờ. Khách hàng đặt là đôi chóe thì sử dụng nước để thờ. Tuy nhiên là để trong khi chúng ta thờ cúng thì có những nơi sử dụng ba chóe, đó là ba chóe muối gạo nước. Họa tiết trên chóe cũng là họa tiết rồng. Các họa tiết được phủ vẽ vàng 24K, được đốt qua hai lần lửa trên nền men đỏ, rất thích hợp cho người mệnh hỏa. Đây là đôi lọ hoa họa tiết là chiếc lọ hoa, xin lỗi ạ, chiếc lọ hoa thì có họa tiết là cá chép hóa rồng, phía trên là rồng, phía dưới là cá chép. Đây quý vị đang nhìn đấy ạ, cá chép phía dưới và rồng phía trên. Và cái mây cũng rất là sắc nét. Bên cạnh đây là chiếc đèn dầu. Chiếc đèn dầu thì có họa tiết là quả đào. Đèn dầu cái diện tích của nó nhỏ, thế nên là cũng rất là khó để có thể khắc họa tiết rồng được. Tuy nhiên họa tiết quả đào là tượng trưng cho sự trường thọ. Phía trên còn được bọc đồng. Đây là cái chụp thủy tinh của chiếc đèn này. Chính giữa chính là mâm, chiếc mâm bồng đựng hoa quả có họa tiết là long phụng chầu mặt nguyệt. Thì long thì là vật tượng là loài tượng trưng cho quyền lực, địa vị, tiền tài, phú quý, sang giàu. Sử dụng vật phẩm có hình tượng hoa văn rồng này thì để cầu tài may mắn, cầu thành công phát đạt. Rồng biểu tượng cho sức mạnh, vương quyền cho vua chúa, còn phượng hoàng là loài chim của sự bất tử, khả năng tái sinh vô cùng mạnh mẽ, mang trên mình đặc điểm tinh tế đẹp đẽ nhất của các loài chim. Chiếc mâm bồng này thì được đựng hoa quả rất là lớn ạ. Còn đây là kỵ bộ kỷ chén nước năm kỷ ngai họa tiết hoa sen. Hoa sen là loài hoa tao nhã, được chọn là loài hoa của nhà Phật, quốc hoa của Việt Nam. Bộ kỷ chén này là có 5 chén và phía dưới là chiếc ngai. Chiếc ngai có hai bên được đắp cao lên thể hiện cái sức mạnh, sự chắc chắn. Bộ đồ thờ này được khách hàng mua về thì chúng tôi sẽ ship qua Viettel. Và khi khách hàng trước khi đi thì chúng tôi quay video cho khách hàng để khách hàng thẩm định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển qua Viettel, khách hàng sẽ nhận hàng, thanh toán tiền cho bên bưu tá. Khi xác nhận là đúng sản phẩm đã quay và cũng như là không bị sứt nứt hay là vỡ hay là trong quá trình vận chuyển làm sao đó. Thì quý khách hàng nào đang xem trên video trên Facebook thì cho chúng tôi xin một like, một share video. Khách hàng nào đang xem trên YouTube thì hãy đăng ký kênh để chúng tôi cập nhật những mẫu sản phẩm mới. Ngoài sản phẩm đồ thờ, chúng tôi còn có tranh sứ, có bộ quách tiểu và các đôi lục bình bày trong không gian thờ cao 1m55, cao 1m75, họa tiết là phúc đức, là tùng chùa, có chiều cao 1m55, 1m75, men dạn, men lam. Các bác thì nhớ đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra những video mới và thông báo. Rất mong nhận được sự cổ vũ động viên của tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video sau.